Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bí quyết của tham thiền. Chữ thiền dịch nghĩa là tịnh lự, còn có nghĩa là tư duy tu. Tư duy chính là tham, tịnh lự là nghĩa thời thời cần phát thức, vật sự ngã trần ai, nghĩa là lúc nào cũng quét sạch, chớ để dính bụi trần. Thực tập tư duy tu có nghĩa là chúng ta phải đề khởi thoại đầu, luôn luôn tham vấn, không một giây phút nào rời câu thoại đầu. Nên có câu nói, sáng cũng tham, tối cũng tham. Quý vị phải dùng công trên tự tánh của mình, đừng tìm cầu bên ngoài. Nếu quý vị đuổi theo cảnh bên ngoài, quý vị tất sẽ đi lầm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh ra mới là cảnh giới chân thật. Tôi mong rằng quý vị phải thật sự hiểu cho rõ điểm này, bằng không, quý vị sẽ bị lừa đảo và lọt vào vòng của ma vương làm quyến thuộc của chúng. Pháp môn tĩnh lự đòi hỏi một sự dụng công triền miên, ràng riệt, không lúc nào được gián đoạn. Khi dụng công tham thiền, quý vị phải chuyên chú cũng như gà mẹ chuyên tâm áp trứng. Phải cẩn thận như rồng thận trọng canh giữ hạt châu. Phải kiên nhẫn như chú mèo nhẫn nại rình chuột. Người dụng công tham thiền cần phải có một sự cương quyết vững chắc, thành thật và bền chí. Quý vị không thể có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hay hay hơn người khác. Nếu như quý vị có những tư tưởng đó, thì ma cuồng điên sẽ nhập vào và công phu của quý vị không có tiến bộ. Khi tham thiền, quý vị không nên theo đuổi vọng tưởng. Bởi khi quý vị tự nghĩ càng bậy thì chẳng có ích lợi chi, chỉ uống phí thời gian mà thôi. Tham thiền phải có tâm nhẫn nại và bền chí. Bí quyết để thành công trong việc tham thiền là ở chỉ nhận. Cái gì nhận không được cũng phải nhận. Nhận đến cực điểm thì quý vị bỗng nhiên thấu suốt, có thể bừng sáng khai ngộ. Nếu quý vị thiếu nhẫn nại, không chịu đựng được sự lao khổ và mệt mỏi, thì khi gặp trở ngại quý vị tất sẽ đầu hàng. Bỏ cuộc chịu thua khi gặp khó khăn là một sai lầm to lớn, là điều tối kỵ trong việc tham thiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.